Xin chào quý khách hàng thân mến của BAH. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một mẫu đèn trang trí phòng khách gia đình. Mẫu đèn này có mã số là BAH005 và tên gọi của đèn là Revo 4. Đây là một mẫu đèn thiết kế nhỏ gọn để mọi người dễ dàng treo lắp cho căn phòng khách của nhà mình, hoặc là có thể trang trí cho những phòng nghe nhạc, phòng karaoke gia đình cũng rất là đẹp. Đây mọi người, cái thiết kế của nó rất là nhỏ. Nó chỉ không tới nửa ký nữa thì mọi người có thể treo được ở những cái trần lau phông của nhà mình. Mọi người thấy không, hoa văn nó chiếu rất là đẹp. Nó có thể chiếu xa hơn được 15m nha. Mọi người có thể mua để trang trí cho những cái sân vườn gia đình như thế này. Đặc biệt mẫu đèn này thì mọi người có thể sử dụng nguồn điện bình thường, hoặc là có thể sử dụng qua cục sạc dự phòng, để nó có thể khi mọi người đi những cái đèn bật ti ngoài trời thì nó vẫn có thể sử dụng được, không cần phải cắm điện tiếp. Bây giờ mình sẽ thêm khói để cho mọi người thấy rõ cái luồng tia của đèn hơn. Hiện tại mình đang sử dụng là máy khói 1500W cho cái không gian ngoài trời của bên mình. Mọi người thấy không? Nó gọi rất là xa. Bây giờ mình sẽ quay nó qua đây để cho mọi người thấy được nó xa như thế nào. Mọi người thấy không? Nó những cái tia mà nó đánh tới á, có thể là hơn 50m luôn nha mọi người. Cái ở cái căn nhà mà xa nhất á, thấy không, nó rất là xa, rất là đẹp. Nhưng mà nó sử dụng tốt nhất thì vẫn trong 10 cho đến 15 mét là hoa văn nó sẽ rõ nét nhất. Khi mọi người muốn đặt hàng cái mẫu đèn này thì mọi người cứ liên hệ các số điện thoại bên phòng kinh doanh của BAH. Bên mình sẽ tư vấn và ship hàng toàn quốc. Hoặc mà là mọi người có thể đến xem và mua trực tiếp showroom công ty bên mình. Khi mọi người đến, mọi người vui lòng đọc giùm mình cái mã số là BAH005. Cảm ơn mọi người đã xem video review ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video review tiếp theo.